Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không tăng không giảm. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không tăng không giảm. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng không tăng không giảm. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng không tăng không giảm. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng không tăng không giảm. Tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa cũng không tăng không giảm. Năm loại mắt,